Người học Phật chúng ta hiểu rõ Chúng tôi à, cũng đã làm thí nghiệm suốt 10 năm 10 năm ấy có thành tựu và hiệu quả chẳng thể nghĩ bàn Chúng tôi đến Úc đã 10 năm rồi Sang năm sẽ là kỷ niệm 10 năm Ở Úc chúng tôi có một vườn rau rất to trồng rất nhiều loại cây Trồng đến hơn 30 loại cây ăn trái Hàng năm đều thu hoạch dồi dào Chúng tôi cung kinh, cung dường những loại rau dưa, hoa cỏ, cây cối ấy Rất dụng tâm chăm sóc lại còn cứ cách một khoảng ngắn Bèn đặt một máy niệm Phật Cây cối trong cả vườn rau Đều nghe Phật hiệu Chúng tôi chẳng dùng phân bón hóa học Chẳng dùng thuốc trừ sâu Dùng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu Là có lỗi vì thập vật Vì sao? Quý vị hại nó Đem chất độc hại nó trong một thời, <laughs> thời gian dài, trong rau trái cũng có chất độc nên quý vị ăn vào sẽ bị bệnh Chúng ta chớ nên hại nó Nó cũng sẽ chẳng hại chúng ta So với các nông phu trồng rau lân cận vườn rau của chúng tôi tươi tốt hơn Họ có thể đến chỗ chúng tôi thăm chi Hỏi chúng tôi trồng như thế nào Vì sao có thể trồng trọt tươi tốt như thế Chúng tôi bảo chẳng dùng thuốc trừ sâu Chẳng dùng phân bón hóa học Mà dùng máy niệm Phật để niệm a Di Đà Phật cúng dường chúng nó Chúng tôi không có thuốc sát trùng ừ. Thì ừ. trong vườn rau ừ. có ừ. những ừ. loài tiểu trùng hay không? Có Chúng tôi dành ra à. một khu, ừ. khu ừ. nhỏ ừ. cho ừ. loài ừ. tiểu ừ. trùng ừ. Chúng tôi cũng hết sức dụng ừ. tâm chiếu ừ. ừ. cố ừ. khu ừ. ấy ừ. Trồng ừ. những rau trái ừ. để chuyên cúng ừ. dường ừ. loài tiểu ừ. trùng ừ. Chúng nó đều đến ăn trong khoảng vườn ấy Khoảng vườn sát bên cạnh không dành cho chúng ăn Chúng chẳng mò đến Vì thế đối xử với tiểu trùng dễ hơn con người Chúng biết nghe lời Rất giữ chữ tín, Chú trọng chữ tính Coi trọng sự hòa thuận Đối với các loài chim nhỏ cũng giống như thế Quý vị thấy chúng tôi chẳng cần phải bọc những cây ăn trái lại Chẳng cần Đối với những loài chim nhỏ cũng có giao ước Chúng tôi dành ra cho chúng mấy cây Đối với mỗi loại bèn để ra một hai cây cho lại chi nhỏ Các người đến ăn thì đến chỗ dành riêng mà ăn Cây nào chẳng chỉ định dành cho chúng nó ăn Chúng nó rất tuân thủ ước định Chẳng đến ăn sai chỗ Vì thế mỗi năm chúng tôi thu hoạch dồi dào Mà những loài trùng nhỏ, chim nhỏ ấy cũng rất vui sướng Chúng ta cùng nhau sinh tồn, à, tăng trưởng, đối xử hòa à, thuận. Chúng tôi bảo vệ Mình chúng. Là... Chúng cũng rất tôn trọng chúng tôi. Quý vị à, nói xem, có tốt đẹp lắm hay không? Chớ nên tổn thương à, chúng. Thương. Đặc biệt là chẳng không dùng phân bón hóa học, chẳng dùng, dùng, dùng thuốc trừ sâu. Chúng ta tôn kính đại địa. Đại địa sẽ gia hộ chúng ta Khi chúng ta dùng thuốc trừ sâu Tôi Và phân bón hóa học Sẽ khiến đất bị nhiễm, đất nhiễm độc Những thứ trồng trọt năm nay khá à, lắm Nhưng sau 2-3 năm Sẽ chẳng trồng được nữa Vì sao? Trong đất có chất độc Chẳng thể trồng được Đó nữa Đó là ai đã tạo nghiệp phải thừa nhận tự làm tự chịu